Mình tính tạ đây mọi người. Hôm nay bên Nhật tính về được khoảng một ít Vidan hàng Nhật xịn cho mọi người. Thì hôm nay Tuấn sẽ lần lượt từng cái. Thì trong đây thì có là Vidan Ultra, Vidan 105 thì có là R7000, 5008, 5007 và Vidan Lux keo đế carbon nha. Cái này là lúc keo mắt 2 đế carbon. Vidan này thì khá xịn sò nha mọi người. Lúc keo này thì mọi người mua rất là đắt, nhưng mà Tuấn bán thì tương đối dễ chịu nha. Cốt đồ im, không có lắc, không có gì hết. Nó hàng Nhật về thì nó còn đẹp long lanh luôn nha mọi người. Đẹp long lanh luôn. Rồi Tuấn vô chi tiết ha. Rồi bây giờ thứ tự thì đây, như Tuấn cầm trên tay là Vidan Ultra 6008 hàng Nhật. Thì Vidan xịn hàng Nhật là như thế nào Tuấn để riêng ra cho mọi người coi. Tuấn nói sơ lại thì Tuấn cũng chia sẻ nhiều rồi. Mọi người coi cái mặt sau của Vidan á, mọi người coi ngay cái lỗ mặt trăng á, nó có cái lỗ khuyết ha. Nó có cái lỗ khuyết là dòng Vidan xịn, nó có lỗ khuyết dòng Durac, dòng Ultra là nó phải mặt trăng nó phải có cái lỗ. Thì đó là dòng Vidan xịn nha. Còn những cái dòng Vidan nhái, Vidan dởm nữa thì nó sẽ không có cái lỗ ngay mặt trăng này. Rồi thì Tuấn cũng bán Vidan nhiều, anh em mua thì anh em biết chất lượng thì hàng Nhật này đạp là nồi đồng cối đá luôn. Nó cái nào nó cũng im mượt hết, không có cái nào bị lỗi gì hết nha mọi người. Rồi Vidan Ultra này là dòng, này là dòng 6008 nha mọi người. Tuấn cũng có 5 số cặp á, 6008 bên Nhật về 5 số cặp. Một cặp thì Tuấn bán là 1.800.000 nha. Có cái tại vì bên Nhật thì họ đạp sát biển á, nên cái lò xo mặt sau nè mọi người coi có cái thì nó hơi xét xét. Lò xo thì bình thường không sao nha mọi người, tại vì cái lò xo đó thì họ đạp lâu thì dĩ nhiên nó xét, là lò xo mà nó rỉ xét là chuyện bình thường. Rồi thì Vidan Ultra 6008 một cặp, bạc đạn im mượt. Nó chỉ tình trạng là nó cũ chứ nó không có đẹp như mới thôi. Thì một cặp là 1.800.000 bằng giá được rồi Tuấn bán nha. Anh chị em nào quan tâm dòng Vidan Ultra 6008 thì gọi cho Tuấn 0908 228 222 nha. Một cặp Vidan Ultra 6008 là một cặp là 1.800.000. Rồi tiếp theo thì Tuấn đi đến Vidan dòng 105. Vidan dòng 105 thì ở đây Tuấn có vài cặp, là đầu tiên thì R7000. Cặp R7000 này tình trạng thì còn khá đẹp nha mọi người, cũng hàng Nhật về luôn. Hàng Nhật về luôn, cặp R7000 này thì Tuấn bán là 1.000.000 nha. Cặp R7000 này còn khá đẹp, hàng Nhật R7000 Tuấn bán 1.000.000. Rồi mọi người coi đây ha, R7000 hàng Nhật. Rồi tiếp theo thì Tuấn có còn lại hai cặp 105. Thì cái mà ở đây 105 này thì nó màu đen nè. Cái khóa này nó màu đen thì nó là 5.800. 5.800 là nó có ghi đây 5.800 nha mọi người. Đó, nó ghi 5.800 thì 850.000. Cặp Vidan 5.800 còn khá đẹp, hàng Nhật thì 850.000. Rồi tới cặp Vidan này là 5.700. 5.700 thì khóa nó màu trắng nha mọi người, thì cũng hàng Nhật luôn. Cặp này thì Tuấn bán là 800.000 nha mọi người. Cặp 5.700 là 800.000. Rồi tiếp theo thì Tuấn có một cái cặp Vidan lúc keo mắt 2 carbon. Cặp này thì còn đẹp như mới luôn nha mọi người. Tình trạng thì đẹp như mới luôn. Cặp này Tuấn bán 1.900.000. Anh chị em nào quan tâm thì gọi cho Tuấn ha. Ngoài ra Tuấn có bán Vidan mới nha. Tuấn có về Vidan mới luôn, lúc keo lát xít 3. Thì Vidan mới này mọi người mua thì nó sẽ có kèm theo là trong đây là có can của hàng lúc luôn nha. Vidan thì nó có kèm theo can của lúc luôn. Đây Vidan mới tinh, nó là lúc keo lát xít 3. Thì Tuấn bán 1.200.000 một cặp, là có Vidan là có cá đầy đủ. Mọi người không muốn Vidan cũ, Vidan Shimano mới thì đây Tuấn vẫn có luôn nha. Vidan Shimano mới thì 1.500.000, dòng R540, hàng Nhật luôn nha. Rồi ngoài ra mọi người muốn mua sên Durac hay là sên Durac mà hàng lướt giảm 0.5 để xài cho clip đồ cũ á, thì Tuấn có về mấy sợi nhưng mà Tuấn không quay. Thì mọi người cần thì nhắn Tuấn rồi Tuấn chụp hình gửi ha. Thì giá cũng như mọi ngày nha mọi người, sên Durac giảm 0.5 thì 900.000, còn sên Durac mới á
thì hàng hợp thì tính bán 1.280.000, còn sen u tẹt ra mới không hợp thì tính bán vẫn như mọi ngày nha mọi người, 780, tính cũng về được mấy chục sợi rồi. Tính cảm ơn mọi người xem video nha, tính hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mọi người muốn mua gì thì hãy nhắn Zalo cho tính hoặc gọi 0908 228 222. Rồi tính xin chào tất cả mọi người nha. Tính cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người.